đang là trận đấu giữa hai đội tuyển FC Xuân Tiến Hà Nội và FC Xóm Trung thuộc khuôn khổ giải bóng đá Xuân Trường tại Hà Nội lần thứ 6 năm 20 lần thứ 11 năm 2022. Trận đấu được diễn ra trên sân bóng Nhật Minh Hoàng Mai Hà Nội. Hai đội cùng có trang phục thi đấu chính thức là áo đỏ, một bên là quần đen, một bên là quần đỏ. Có lẽ là sẽ trọng tài đang tung đồng xu để một đội sẽ mặc áo pit điểm qua đội hình ra sân của hai đội FC Xuân Tiến Hà Nội. Với đội hình ra sân số 1 Lê Xuân Duẩn, số 2 Mai Tuấn Đạt, số 3 số 6 Vũ Văn Tú, số 7 Lương Năng Quỳnh, số 8 Mai Tùng Khương, số 9 Mai Văn Thạch, số 12 Ngô Đăng Quang. FC Xóm Trung ra sân với đội hình số 1 Văn Hải, số 5 Minh Tiến, số 12 Văn Trình, số 14 Minh Toán, số 90 Văn Hùng, số 95 Tuấn Nghĩa và số 99 là Đức Phóng. Như vậy là các cầu thủ bên phía FC Xuân Tiến Hà Nội sẽ ra sân trong trang phục áo pít vàng. Như vậy thì có lẽ là các cầu thủ bên phía FC Xuân Tiến Hà Nội sẽ bảo vệ phần sân bên tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị và khán giả. Còn các cầu thủ FC Xóm Trung sẽ bảo vệ phần sân còn lại bên tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và khán giả trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài đang chuẩn bị cho trận đấu được bắt đầu. Như vậy thì quyền kiểm soát bóng và quyền giao bóng ở đầu hiệp 1 sẽ thuộc về các cầu thủ bên phía FC Xuân Tiến Hà Nội. Vâng, và trận đấu của chúng ta đã được thổi hồi còi khai cuộc rồi. Đây là các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Như vậy là hồi còi đã được cất lên trước khi cú sút của số 10 bên số 99 bên phía các cầu thủ Xóm Trung được tung ra. Trước cú sút của anh thì đã có tình huống phạm lỗi tới từ số 99, đó là Đức Phóng rồi. Đánh chấp trên không. Đỡ bóng chưa được ưng ý cho lắm. Đây là số 7 của các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Phất bóng dài, bóng hướng tới vị trí của số 92 và số 99, lần lượt là vị trí của Đỗ Việt và đó là Đức Phóng. Chuyền về rất bình tĩnh, phá bóng lên.
để ở Văn Hùng. Văn Hùng. Như vậy là sẽ có một tình huống, có lẽ sẽ chỉ là một tình huống đá phạt trực tiếp mà thôi, khi điểm phạm lỗi là ở ngay sát vòng cấm của các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Trong tình huống vừa rồi thì Văn Hùng đã bị phạm lỗi. Quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 1 của trận đấu giữa các cầu thủ FC Xuân Tiến Hà Nội và FC Xóm Trung. Để Văn Trình. Như vậy là phát bóng lên dành cho các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Tranh chấp rất quyết liệt, đây là Đức Phong. Văn Hùng, Văn Hùng rất nỗ lực tới từ vị trí của Văn Hùng. Những nỗ lực của Văn Hùng không thể đem lại được cho các cầu thủ Xóm Trung một... Không, những nỗ lực của Văn Hùng đã đem lại được cho các cầu thủ FC Xóm Trung một quả phạt góc. Không, đúng hơn đây là một quả đá biên đưa bóng vào. Chéo bóng, bóng hướng tới vị trí của Văn Trình. Tuy nhiên thì pha phất bóng vừa rồi của người đồng đội bên phía Xóm Trung là hơi mạnh một chút so với đà di chuyển của Văn Trình. Đây là pha tấn công của các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Thank you.
Hoàng Đăng. Ném biên, đá biên dành cho các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Đây là Xuân Duẩn. Nỗ lực của số 9 trong tình huống vừa rồi đó là Văn Thạch là tương đối tốt. Bắt rồi, bắt này, hết rồi này, bắt luôn này. Bắt rồi, Quỳnh. Hướng tới vị trí của Văn Hùng. Văn Hùng! Văn Hùng có những pha thì đè rất tinh quái và trong tình huống vừa rồi là thất thế nhưng anh vẫn có thể tung ra được một pha đánh đầu rất nguy hiểm. Em khung thành của chúng ta sân rồi. Chắc người ta vào. Đá đơn đứng lùi lại đây tí này. Lùi đây này, đấy. Đá biên để Năng Quỳnh. Tuấn Đạt. Bóng hướng tới vị trí của tiền đạo mũi nhọn số 9 của các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Tuy nhiên thì pha bóng vừa rồi định bắt bài vừa rồi. Pha bóng rất dứt khoát tới từ Tuấn Đạt. Văn Việt treo bóng vào, bóng hướng tới vị trí của Văn Hùng. Văn Hùng quá người, cú sút này, cú sút của Văn Hùng đã chạm vào những mép ngoài của cột dọc, rất nguy hiểm. Văn Hùng đang là một ngòi nổ, có lẽ là một mắt xích quan trọng trên hàng công của các cầu thủ xóm chung trong trận đấu lần này. Khi mà những tình huống tì đè và qua người của anh đang khiến cho các cầu thủ phòng ngự của Xuân Tiến tỏ ra khá lép về Văn Hùng. Đường chuyển xỏ háng tuy nhiên không thành công của Văn Hùng. Đá biên dành cho cầu thủ xóm chung. Bên trong có chiều cao của đó là số 99 Đức Phong. Treo bóng vào, đúng như vậy là bóng hướng tới vị trí của Đức Phong. Nhưng có lẽ là các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội cũng biết được điều này. Tiếp tục là treo bóng vào. Đường treo bóng lần này thì đi với lực hơi mạnh một chút. Trọng tài đã cắt còi rồi. Pha đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Phối
phối hợp đá phạt. Đây là Tuấn Đạt, cú sút đi thẳng vào vị trí của thủ môn Văn Hải. Pha ném bóng tương đối tốt của Văn Hải. Bóng nằm gọn trong tay của Xuân Duẩn rồi. Tùng Khương. Vẫn là Tùng Khương. Đây là Đức Phong. Văn Hùng. Bóng tới với chân của Minh Toán, tuy nhiên thì pha đỡ bước một của Minh Toán là hơi vơi. Thế trận đang có đôi phần nhỉnh về các cầu thủ bên phía Sóng Trung một chút, khi mà trong những tình huống vừa rồi những cơ hội của Sóng Trung đến là tương đối nhiều. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa có thể cụ thể được những cơ hội của mình thành bàn thắng. Nếu không tận dụng được những cơ hội của mình thì rất dễ các cầu thủ Sóng Trung sẽ phải nhận được sự nghiệt ngã, đó là những đòn hồi mã thương trong bóng đá. Minh Toán sẽ là người thực hiện pha đá biên lần này. Không, đó là vị trí của Văn Việt. Không, nhưng mà lại là Minh Toán. Bóng tới với cái đầu của Văn Hùng. Tuy nhiên thì bóng chỉ đi cắt ngang của khung thành mà thôi. Văn Hùng trong tình huống vừa rồi không thể tạo nên một điểm chạm. Bóng thuộc về quyền sở hữu của các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Tùng Khương. Mất bóng. Bóng liên tục đổi quyền kiểm soát đến từ hai phía. Và lại là một quả đá biên dành cho Sóng Trung. Người thực hiện vẫn tiếp tục là Minh Toán, đưa bóng vào. Lần này là bóng đưa vào sệt, phản công dành cho cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Pha phản công không thành công rồi. Quyết định là một cú sút từ xa của số 5, đó là Minh Tiến. Văn Trình phá bóng lên. Đánh đầu làm thường tương đối tốt, bóng không tới được vị trí của các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Có vẻ như là thế trận đang là một thế trận phòng ngự phản công tới từ Xuân Tiến Hà Nội, khi mà họ không có những tình huống dâng cao để tấn công quá nhiều. Họ đang trông chờ nhiều hơn vào những tình huống phản công. Minh Toán. Vẫn đang là Minh Toán, cú sút ngay. Cú sút của Minh Toán đã chạm vào chân của Quang Đăng và đi ra hết đường biên ngang. Và phạt góc dành cho các cầu thủ Sóng Trung. Đưa bóng vào.
phóng quá người, bên trong có những người đồng đội của mình nhưng mà không kịp mất rồi. Tốc độ của Đức Phóng không thể theo được pha đẩy bóng dài của anh. Quang Đăng mất bóng nguy hiểm, Văn Hùng. Văn Hùng! Văn Hùng đã xuất sắc rồi, nhưng thủ môn Xuân Duẩn trong tình huống vừa rồi còn xuất sắc hơn. Rất nguy hiểm với cái chân của Văn Hùng khi mà anh đang là người sở hữu rất nhiều cơ hội từ đầu trận đấu đến giờ. Xuân Hùng đang đứng đợi ở tuyến 2, bên trong có chiều cao của Đức Phong. Đức Phong! Tùng Khương đang có một sự chần chừ đến từ hàng phòng ngự của các cầu thủ Xuân Tiến. Đây là số 9. Quá người không thắng được hàng thủ của các cầu thủ xóm Trùng. Người tranh chấp trong tình huống vừa rồi đó là Văn Thạch và Minh Tiến, nhưng Minh Tiến đã là người chiến thắng. Chéo bóng vào và đội đầu của Quang Đăng rất nguy hiểm, bóng chỉ đi cách mép xà ngang một chút mà thôi. Quỳnh, Quang Đăng chèo bóng dài, bóng hướng tới vị trí của Văn Thạch. Tuy nhiên đường chuyền vừa rồi của Quang Đăng là hơi mạnh một chút. Đây là Văn Thạch, qua người không thành công. Văn Hùng phản công, đây là Năng Quỳnh. Bên trong có Văn Thạch. Đây là Tùng Khương. Quang Đăng hơi chậm mất rồi. Các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội đang có một thế trận phản công, nhưng họ vẫn chưa đủ sắc bén cho những tình huống phản công của mình. Tùng Khương. Tài ơi. Hai người Tài ơi. Cúc ơi.
chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 1 sau những phút thi đấu mà thời tiết đang hơi có sự nắng nóng. Thời tiết trên sân Nhật Minh của chúng ta hôm nay đang là khá nắng nóng, nên vừa rồi là một phút để hai đội có thể tiếp nước. Đã có một tình huống đẩy sau đối với vị trí của số 23. Đó là Công Phúc bên phía các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội, sẽ là một pha đá phạt trực tiếp với một cự ly trung bình và cũng là một góc sút chính diện. Không biết là sẽ có siêu phẩm trong buổi chiều nắng nóng ngày hôm nay hay không đây. Đây là đứng trước bóng đang là Tùng Khưởng, ở ngoài có vị trí của Văn Tu. Đưa bóng xuống cột 2, rất bài bản. Một pha đá phạt theo bài, tuy nhiên thì Quang Đăng trong tình huống vừa rồi suýt chút nữa thì có thể mở tỷ số. Phản công dành cho các cầu thủ bên phía xóm Chung. Cú sút này, người tung ra cú sút vừa rồi là số 4 của các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội, đó là Quang Đạt. Tùng Khưởng. Công Phúc. Để Tùng Khưởng. Đã có tình huống kéo người,
đã có tình huống kéo người đối với vị trí của Quang Đạt. Sẽ tiếp tục là một quả đá phạt trực tiếp dành cho đá phạt nhanh. Chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội trong tình huống vừa rồi. Một pha đá phạt nhanh rất tinh quái. Trong ít phút vừa rồi thì Xuân Tiến đột nhiên có nhiều cơ hội hơn. Và họ cũng tấn công nhiều hơn trong những phút đầu của hiệp 1. Tùng Khương. Tiếp tục là một pha đá phạt trực tiếp của các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Và sẽ như bài thì Quang Đăng đang ở cột hải. Sẽ là một pha đá phạt phối hợp thôi. Cú sút, người vừa tung ra cú sút vừa rồi là Văn Tú. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội và Xóm Trung đã kết thúc. Tỷ số tạm thời là 0-0. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. We'll be right back.
Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 2 trận đấu giữa các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội và FC Sóng Trùng. Trận đấu thuộc khuôn khổ giải bóng đá Xuân Trường tại Hà Nội lần thứ 11 năm 2022. Kết thúc hiệp đầu thứ nhất thì tỷ số vẫn đang là không đều, khi mà cả hai đội đều có rất nhiều cơ hội nhưng không có một bàn thắng để có thể mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Mất bóng nguy hiểm, đây là Xuân Hùng. Xuân Hùng và Năng Quỳnh.
cuộc. Bóng hướng tới vị trí của số 4, đó là Quang Đạt. Và đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Không thể tung ra một cú sút. Không thể phản công. Và đây là Đức Phong. Mất bóng rồi. Quang Đạt. Tùng Khương. Bóng lại đổi quyền sở hữu. Công Phúc để Tùng Khương. Mất bóng rồi. Tiếp tục là Công Phúc. Quang Đạt. Năng Quỳnh đưa bóng vào chưa được. Minh Toán. Bóng tới vị trí của số 21, đó là Minh Thành. Chưa thể tung ra cú sút. Tùng Khương. Như vậy là thẻ vàng dành cho Minh Toán. Bóng hướng tới vị trí của Tùng Khương, rất trống trải, không kịp rồi. Đức Phong, vẫn là Đức Phong, mất bóng rồi. Quang Đạt. Tùng Khương. Bóng hướng tới vị trí của Công Phúc. Bàn bật 1-2 giữa Công Phúc và Tùng Khương. Bóng ra chân của số 3 Văn Tuấn. Vẫn là Văn Tuấn. Chuyền về. Cú sút này. Người vừa tung ra cú sút là số 6 Văn Tú. Công Phúc. Vẫn là Công Phúc. Vẫn còn. Rất khéo léo. Công Phúc trong vòng vây của rất nhiều cầu thủ áo đỏ. Và anh đem lại được một pha đá phạt ở một cự ly trung bình, một cự ly tương đối thuận lợi. Và cũng là một góc sút tương đối thuận lợi để có thể tung ra một cú sút thẳng hoặc một tình huống phối hợp đá phạt. Người đang đứng trước bóng lần lượt là Tùng Khương và Văn Tú.
Quỳnh. Cú sút ngay. Nàng Quỳnh trong tình huống vừa rồi đã không thực hiện ngay một cú sút mà lại chuyền lại cho Tùng Khưởng. Tình huống trôi qua. Tùng Khương. Quang Đạt. Cú sút ngay của Công Phúc và 1-0. Bàn thắng của Công Phúc, một pha ra chân rất nhanh trong những tình huống lập bập. Và một pha bóng đi rất hiểm vào góc dưới khung thành. Phút thứ 38 và Công Phúc đã mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay, 1-0 dành cho các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Văn Trình. Quang Đạt, Minh Toán, đã có tình huống phạm lỗi của Tùng Khương rồi. Không, đó là vị trí của số 3 Văn Tuấn. Trọng tài có những lời nhắc nhở dành cho Văn Tuấn. Đức Phong. Minh Toàn sút thẳng vào người của Đức Phong luôn. Văn Hùng đưa bóng vào không thành công mà chỉ có một pha đá phạt góc dành cho cầu thủ xóm Trung mà thôi. Chờ bóng vào. Công Phúc. Văn Tuấn. Tùng Khương. Thank you.
Như vậy là có hai sự thay đổi người tới từ hai đội, mỗi đội một. Bên phía các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội, người ra sân đó là Văn Năng Quỳnh, vào sân là còn bên phía FC Xóm Trùng, người ra sân là Văn Trình. Và vào sân đó là Văn Linh. Cú sút này, tiếp tục là cú sút của Công Phúc. Một cú sút vô cùng nguy hiểm. Những pha ra chân rất nhanh của Công Phúc đang là vũ khí lợi hại trong những đường phản công của các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Pha ra vào tốt của thủ thành Văn Hải, phản công. Minh Toàn, Minh Toàn! Rất đáng tiếc tới từ Minh Toàn. Anh đã có đủ thời gian để ngắm nghía, đủ thời gian để có thể tung ra một cú cứa lòng chân phải. Tuy nhiên thì thủ thành Xuân Duẩn trong tình huống vừa rồi đã chơi vô cùng xuất sắc. Một pha phản công rất chất lượng của các cầu thủ Xóm Trùng. Quang Đạt đưa bóng vào, bóng cắt ngang qua khung thành của thủ thành Văn Hải. Cú sút ngay của Văn Linh. Bóng hướng tới vị trí của cầu thủ vừa mới vào sân. Đưa bóng vào.
Bóng hướng tới vị trí của Văn Hùng. Cướp bóng rất chủ động, đây là Công Phúc. Công Phúc xỏ hàng, tuy nhiên thì không thể, vẫn là các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Văn Linh. Bóng vẫn còn trong cuộc. Gạt bóng tốt tới từ Quang Đạt. Xong anh ơi. Tùng Khương đưa bóng về tuyến hai, đưa bóng về vị trí của Văn Việt Anh. Tùng Khương, bóng hướng tới vị trí của Việt Anh. Việt Anh, như vậy là 2-0. Bàn thắng của Việt Anh. Một cú sút chéo góc, thủ thành Văn Hải đã bắt được bóng, đã chạm được tay vào bóng. Tuy nhiên thì bàn thắng vẫn tới dành cho các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Phút 50 và tỷ số đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi thì trận đấu sẽ thổi hồi còi mãn cuộc. Và nếu tỷ số này được giữ nguyên thì chắc chắn là sẽ là một chiến thắng đủ an toàn dành cho các cầu thủ Xuân Tiến Hà Nội. Cú sút rất đáng tiếc dành cho Văn Hùng. Minh Toán rất nỗ lực. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Công Phúc rất hay.
anh vào đi. Mất bóng nguy hiểm, Văn Hùng. Văn Hùng lại một lần nữa là cột dọc dành cho Văn Hùng. Văn Hùng hôm nay khá vô duyên, bàn thắng mãi không thể tìm tới với Văn Hùng khi mà anh đã có lẽ là 3 tình huống trúng cột dọc rồi. Ở hiệp 1 có lẽ là từ 1 tới 2 tình huống. Rất đen dành cho Văn Hùng. Có thì nó đã không phải vấn đề. Văn Hùng hôm nay sẽ là người phải tiếc nuối nhất nếu khi mà các cầu thủ bên phía Sóng Trung để thua trong trận đấu ngày hôm nay, khi mà những cơ hội của anh đều bị xà ngang và cột dọc từ chối. Bóng tới với chân của Công Phúc không kịp rồi. Đỗ Việt. Đó là hiển nhiên à? Ừ. Bóng vẫn còn trong cuộc, đưa bóng vào không thành công. Công Phúc tỷ lệ tương đối tốt. Công Phúc. Bóng đập mặt. Chưa có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.
Tài kia ghét thật. Chưa có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho các cầu thủ bên phía xóm Trùng. Vẫn đang rất nỗ lực từ các cầu thủ bên phía xóm Trùng. Như vậy là đá phạt trực tiếp dành cho xóm Trùng. Minh Toán sẽ là người thực hiện pha đá phạt trực tiếp lần này. Minh Toán cú sút vừa rồi là của Minh Tiến. Mất bóng nguy hiểm Công Phúc. Vẫn chưa có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía FC xóm Trùng. Những cơ hội liên tiếp bị từ chối, có vẻ như hôm nay xóm Trùng đã không có duyên với mảnh lưới của Xuân Tiến Hà Nội rồi. Khi mà những cơ hội của họ liên tiếp bị từ chối bởi xà ngang và cột dọc. Rất đáng tiếc dành cho xóm Trùng. Như vậy là trận đấu đã kết thúc và tỷ số là 2-0 nghiêng về các cầu thủ bên phía xóm Trùng, nghiêng về các cầu thủ bên phía Xuân Tiến Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị khán giả của VTV những trận đấu lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.